Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ơn Chúa vì chúng ta được Chúa yêu. Với tình yêu lạ lùng của Ngài, chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta một sự sống đầy phước hạnh mà Chúa Giê-xu đã dành lại cho chúng ta. Cảm ơn Chúa một lần nữa cho tôi được gửi lời chào đến tất cả quý ông bà chị em là những người được Chúa yêu. Xin Chúa ngài ban phước trên đời sống của quý vị để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa một cách đầy trọn như Chúa đã định cho chúng ta. Đây là sự sống mà Chúa ngài đã trả một cái giá rất đắt để có thể thực hiện cho chúng ta và phục hồi cho chúng ta. Như lời của Chúa mà chúng ta đã cùng nghe sáng hôm nay, câu gốc mà chúng ta cùng suy nghĩ đó là Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa yêu chúng ta. Và Ngài đã thực hiện một công việc hết sức là lạ lùng mà chúng ta thấy tới đây. Đó là Đức Chúa Trời, Ngài đến thế gian này mang lấy một thân thể như con người của chúng ta. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Chúa Giê-xu phải trải qua một cái sự thương khó. Ngài trải qua những sự đau đớn tột cùng khi Chúa Ngài trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã trở nên tội lỗi để chúng ta được xưng công bình trước mặt Ngài. Ngài đã trở nên đau ốm để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành ở trong Chúa. Ngài đã chịu những đau đớn để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hồi ở trong ơn của Ngài. Và chúng ta thấy như lời của Chúa mô tả, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi, tức là Đức Chúa Jesus Christ, trở nên tội lỗi vì chúng ta. Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay, tôi xin mời Hội Thánh và các bạn hữu của chúng ta cùng suy nghĩ mà trong một câu hỏi đó là phục sinh có liên quan gì với chúng ta? Cảm ơn Chúa vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu đã phục sinh. Ngài đã chịu chết, chịu chôn và đã sống lại cho cả thế giới. Nhưng cá nhân của chúng ta thì sao? Điều này có ý nghĩa gì, có liên quan gì đến đời sống của mỗi một chúng ta? Lời của Chúa cho chúng ta biết rất nhiều điều liên quan đến chúng ta. Và quan trọng nhất đó là anh chị em để ý đến được tha thứ và được phục hồi. Nó liên hệ một cách trực tiếp đến mỗi đời sống của chúng ta. Cho tôi mời quý vị chúng ta cùng suy nghĩ một bức ảnh trọn vẹn để chúng ta hiểu vì sao Chúa Giê-xu phải đến thế gian để chịu chết, chịu chôn và đã sống lại. Vì sao Đức Chúa Giê-xu phải thực hiện công việc này? Để chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống trọn vẹn mà Chúa Ngài đã định cho loài người của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta biết một lẽ thật rất là quan trọng. Ngày hôm nay, thế giới của chúng ta đang trải qua một cái sự phỉnh dối, lừa dối và một cái biệt bợm lớn nhất. Đó là chủ thuyết tiến hóa. Từ chỗ chúng ta là những người được Đức Chúa Trời Ngài dựng nên chúng ta, theo ảnh tượng của Ngài giống như Ngài, thì chủ thuyết tiến hóa này đã đem lại con người chúng ta vào trong một cái vị trí, một cái chỗ để chúng ta chịu trận và chấp nhận. Đó là chúng ta là những cái con vật từ đơn tế bào rồi tiến hóa dần trở thành khỉ vượn người rồi trở nên con người. Không có gì nguy hiểm cho bằng khi chúng ta tin những điều đó. Và ngày hôm nay thế giới của chúng ta đang ở trong sự đau khổ và chúng ta thấy người ta giết người mà không còn thấy sợ, thấy ngại nữa. Bởi vì đã được dạy dỗ và chấp nhận rằng loài người không khác gì một ngọn cỏ, một cái cây thì có thể đốn bất cứ lúc nào. Vì giá trị của con người chúng ta không hơn là một tế bào sau triệu triệu năm gì đó tiến hóa nên. Nhưng mà tôi xin báo cho anh chị em một cái tin vui và một cái chân lý quan trọng nhất mà con người chúng ta cần được nghe. Đó là chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài dựng nên. Chúng ta là tạo vật đặc biệt nhất của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi Chúa Ngài dựng nên con người của chúng ta, Ngài dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài, dựng nên chúng ta giống như Ngài. Điều đó làm cho chúng ta không phải ở trong một cái thể loại như các loài vật khác. Nhưng mà chúng ta là những người được Chúa Ngài dựng nên chúng ta giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Để chúng ta có thể có một mối liên hệ yêu thương với Đức Chúa Trời. Và đó là điều rất là quan trọng. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được trong đời sống của chúng ta khi chúng ta nhận biết được điều này, chúng ta biết rằng chúng ta có mặt ở trên trần gian này không phải là một sự ngẫu nhiên.
chúng ta sống cuộc đời ở trên đất này không phải là một sự tình cờ. Mà luôn cả việc ngày hôm nay chúng ta được ở dưới mái nhà này, ở trong ngôi nhà thờ này để chúng ta cùng thờ phượng Chúa và nghe những lời này cũng không phải là một sự tình cờ. Nhưng mà bởi tình yêu thương Đức Chúa Trời đã sắp đặt hết tất cả để chúng ta có mặt ở tại đây ở trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết được Đức Chúa Trời yêu thương và trân quý chúng ta đến cỡ nào khi chúng ta nhìn vào cái giá mà Ngài đã trả để mua chuộc chúng ta trở về. Anh chị em, chúng ta không bỏ tiền, một số tiền lớn để chúng ta mua một cái vật gì đó, một cái gì đó mà nó không có giá trị. Chúa Giê-xu, Ngài đã trả một cái giá rất đắt để chuộc chúng ta về. Điều đó cho chúng ta được biết rằng Chúa, Ngài cho chúng ta một cái giá trị rất đặc biệt trong ánh mắt của Ngài. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 nói: vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội của chúng ta theo lời của Kinh Thánh. Chúa Ngài chịu chết vì tội của chúng ta theo như lời Kinh Thánh đã báo trước và đã bày tỏ ra cho chúng ta nhiều ngàn năm về trước, để chúng ta có thể thấy được giá mà Chúa Giê-xu Ngài đã chịu chết vì tội của chúng ta đó, để chuộc chúng ta về. Để điều thứ nhất mà tôi khuyến khích quý bạn cho em đón nhận, đó là quý vị được Chúa yêu và quý vị là những người rất có giá trị trước mặt Chúa. Đừng để bất cứ một điều gì, luôn cả hoàn cảnh ở trong cuộc sống, cho chúng ta một cái lòng tin hay là một cái sự suy nghĩ khác hơn. Nếu chúng ta đã được chuộc lại, có nghĩa là chúng ta có giá trị trước mặt Chúa. Lịch sử vĩ đại của Kinh Thánh là lịch sử của sự cứu chuộc, mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài đã lên kế hoạch và Ngài đã dùng chuyển dân của Ngài là dân Israel, dân Do Thái, để diễn ra những cái nghi thức của lễ, sự thờ phượng theo nghi thức của những của lễ hy sinh để chuộc tội cho nhân loại, cho tuyển dân của Chúa. Thì có một cái của lễ hy sinh, một con vật phải chịu giết, rồi người ta đốt lửa để thiêu cái của lễ đó, dâng lên cho Đức Chúa Trời để đáp ứng cái đòi hỏi. Đó là nếu không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Và chương trình của Chúa đã được thể hiện ra một cách đầy đủ qua lịch sử của tuyển dân của Chúa về lịch sử của sự cứu chuộc. Chữ chuộc có nghĩa là mua lại một cái gì đó đã bị bán. Adam đã bán cả loài người cho ma quỷ, nhưng Chúa Giê-xu Ngài đã đến và Ngài đã mua lại loài người chúng ta bằng một cái giá, đó là máu huyết của Ngài, để phục hồi lại cho con người chúng ta như tình trạng trước khi loài người chúng ta sa ngã. Nếu chúng ta được chuộc, có nghĩa là chúng ta có giá trị ở trước mặt Chúa. Giá trị đó là bao nhiêu? Thưa quý bạn chị em, đó là bằng giá trị của con trai, con độc sanh của Đức Chúa Trời, là của Chúa Giê-xu của chúng ta. Ngài dâng mạng sống của Ngài thay thế cho mạng sống của chúng ta. Thân thể của Ngài chịu thương khó để thân thể của chúng ta được lành mạnh. Sự vô tội của Ngài thay thế cho lỗi lầm của chúng ta. Sự thành công của Ngài thế cho sự thất bại của chúng ta. Đức Chúa Trời đã chứng tỏ giá trị của mỗi một chúng ta khi Ngài ban cho điều quý giá nhất để mua chuộc chúng ta trở về cho Ngài. Đây là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể nghe được ở trong đời sống của chúng ta. Có một Đấng đã bằng lòng bỏ một cái giá rất là lớn để chuộc chúng ta về. Thân chị em, Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết chúng ta có giá trị ở trước mặt Chúa đến như vậy, để chúng ta có thể trân quý sự sống của mình, để chúng ta có thể kinh nghiệm được một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa, để chúng ta có thể đem hòa bình, chúng ta có thể đem sự cứu giúp đến cho những người lân cận của chúng ta, theo như hai điều răn mà Chúa Giê-xu đã tóm tắt cho chúng ta, đó là kính Chúa và yêu người. Và điều răn thứ nhì, yêu người đó, thì Chúa Ngài dạy rằng hãy yêu những người lân cận như chúng ta yêu chính mình. Đây là chỗ mà chúng ta thấy lý do tại sao chiến tranh xảy ra, cướp bóc xảy ra. Bởi vì con người chúng ta không biết mình được yêu và biết yêu chính mình. Cho nên chúng ta đối xử với những người xung quanh, chúng ta muốn cướp đi của họ thay vì bày tỏ tình yêu thương cho họ. Đó là điều hết sức là nguy hiểm. Bởi vì thế giới loài người chúng ta được dạy, chúng ta không được dựng nên bởi Đức Chúa Trời, nhưng là sự tiến hóa của một đơn tế bào, rồi tiến hóa thành ra loài bò sát, rồi xuống nước thành cá, cá rụng đuôi mọc chân lên bờ, rồi leo lên cây như là khỉ, như là vượn, rồi rụng đuôi tuột xuống đi và trở nên như con người ngày hôm nay. Khi chúng ta chấp nhận điều đó và phủ nhận chúng ta được dựng nên bởi Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể yêu thương những người lân cận được. Bởi chính chúng ta không biết mình được yêu và mình đã được dựng nên với tình yêu của Đức Chúa Trời, nên chúng ta sẽ tiếp tục sống đời sống cứ cướp giật những gì mình có thể có được, như là ở trong thế giới của loài vật.
con cá lớn ăn cá bé, những con thú mạnh giết chết và thịt những con yếu hơn. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài dựng nên chúng ta và Ngài đặt ở trong chúng ta ảnh tượng của Ngài, và chúng ta được dựng nên giống như Ngài để chúng ta có thể sống một sự sống khác hơn muôn loài. Chúng ta là loài thọ tạo được dựng nên giống như Đức Chúa Trời đấng tạo hóa của mình. Đây chính là chìa khóa để đưa chúng ta vào sự sống tốt đẹp. Đó là chúng ta nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời là những người đã được dựng nên theo ảnh tượng của Ngài, hoàn toàn sống một cách hạnh phúc trọn vẹn với mục đích Chúa ban và sự sống sung mãn mà Chúa Ngài dành cho chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và ban cho chúng ta để chúng ta có thể có được là tình yêu hai chiều. Và tình yêu thương Chúa đã dựng nên chúng ta để Ngài yêu thương chúng ta. Và Ngài cũng dựng nên chúng ta cho chúng ta có một khả năng để chúng ta có thể đáp lại bằng cách chúng ta yêu thương Ngài. Đây là quan hệ hai chiều mà Chúa Ngài đã định. Sáng Thế Ký chương 1 câu 28 đến 29 ghi lại cho chúng ta. Đức Chúa Trời phán: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng, bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Mấy câu kinh thánh này thôi, để chúng ta hiểu được và chúng ta nắm bắt lẽ thật này, cũng sẽ giúp đỡ cho cái nhức đầu của thế giới ngày hôm nay. Đức Chúa Trời Ngài dựng nên người nam và người nữ. Khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta và Ngài đã sắp đặt để cho phép chúng ta sanh ra là một người nam hay là một người nữ, và chúng ta sống và hiểu được tình yêu của Chúa và biết được Chúa Ngài dựng nên chúng ta như vậy, và chúng ta sống một cách thỏa lòng với cuộc sống đó, chúng ta thấy những gì còn lại trong cuộc đời của chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta có thể hưởng được. Ngày hôm nay người ta tranh đấu, người ta tìm đủ mọi cách để định nghĩa lại giới tính của mình, khi người ta được dạy rằng mình không phải là tạo vật được dựng nên bởi Đức Chúa Trời giống như Ngài, mà mình chỉ là một cái loài gì đó tiến hóa lên. Thì người ta sống ở trong cái suy nghĩ mình tiến hóa, có thể lúc mình sanh ra là giống đực, nhưng mà có thể trong cuộc đời mình từ từ mình sẽ tiến hóa ra thành giống cái. Và con người đi vào ở trong tình trạng mà chúng ta thấy rằng đau khổ và nhức đầu trong những ngày qua, khiến cho thế giới của chúng ta đi từ đau khổ này đến đau khổ khác. Nhưng khi chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời Ngài dựng nên chúng ta giống như Ngài, dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài, và Ngài đã dựng nên chúng ta để chúng ta có thể sống một sự sống ở trong tình yêu của Chúa và sự chăm sóc của Ngài, một sự sống trọn vẹn như Chúa Ngài đã định. Nhưng điều gì đã xảy ra cho loài người chúng ta? Chúng ta cũng suy nghĩ đến cái bức ảnh thật của tội lỗi. Chúng ta có một kẻ thù chung mà Kinh Thánh cho chúng ta biết tên của nó là Satan. Trước đây nó là một thiên sứ được Chúa Ngài dựng nên để hướng dẫn sự thờ phượng ở tại thiên đàng. Nhưng một ngày kia ý tưởng băng hoại đã đến ở trong đầu của nó. Nó muốn đem ngai của mình lên ngang bằng với Đức Chúa Trời, muốn chiếm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong ý tưởng băng hoại đó, tạo vật này đã đánh mất địa vị mà Đức Chúa Trời Ngài đã dựng cho. Và Chúa Ngài đã đuổi nó ra khỏi thiên đàng. Trên đường đi ra, nó kéo theo 1/3 thiên sứ, đó là các thiên sứ xa ngã. Và nơi duy nhất ở trong vũ trụ này nó có thể đến là ở ngoài địa cầu của chúng ta. Khi nó đến thì chúng ta thấy rằng nó tàn phá tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã định và dựng nên quả địa cầu của chúng ta. Rồi một ngày, Đức Chúa Trời Ngài đã rao báo chương trình của Ngài. Đức Chúa Trời phán: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng, bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Sao ta nghe những điều đó? Nghe kế hoạch của Đức Chúa Trời Ngài dựng nên một tạo vật mới, một tạo vật giống như Ngài, một tạo vật theo ảnh tượng của Ngài. Và Ngài ban cho tạo vật này quyền để cai trị muôn loài ở trên quả địa cầu này. Chúng ta để ý đến loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Satan và các quỷ nghe tạo vật mới được Đức Chúa Trời Ngài định để cai trị. Thì lúc bấy giờ nó biết là Chúa Ngài ban cho tạo vật mới này cái quyền cai trị trên nó và các quỷ sứ xa ngã với nó. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi nghe điều đó thì Satan, kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời, đã hướng về tạo vật mới này của Chúa là loài người chúng ta và trút đổ hết cơn giận của nó ở trên con người của chúng ta. Và nó lên một kế hoạch.
đến để cám dỗ Adam và Eva, để nó lấy đi cái quyền cai trị mà Đức Chúa Trời đã định cho nó, cho họ, để nó có thể chiếm lấy cái quyền cai trị này. Cái Thánh ghi lại cho chúng ta rằng điều đó đã xảy ra. Satan đã lấy thân thể của một con rắn đến để nói chuyện với Eva, để cám dỗ Eva. Vậy nó đến nguyên hình của nó thì đã bị Adam phát hiện và đuổi nó đi rồi. Vì Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta quyền để cai trị muôn loài ở trên mặt đất này. Nhưng nó trá hình bằng cách lấy hình của thân thể của con rắn đến và nói chuyện với Eva và hạch hỏi Eva về kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng thì Eva đã vấp ngã, đã nghe theo lời dụ dỗ của con rắn, đã trái lệnh Đức Chúa Trời và đã hái cái trái cây mà Chúa cấm không cho họ hái, cây ở giữa vườn. Điều này đã đem lại tội lỗi. Vậy Eva cũng đưa cho chồng của mình là Adam đứng gần mình, cả hai đều ăn và xin linh cái quyền cai trị mà Chúa Ngài đã định cho họ bây giờ lọt vào trong tay của Satan. Và khi loài người phạm tội thì chương thứ 3 của Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy cái bức ảnh đen tối nhất ở trong vũ trụ này là khi loài người chúng ta phạm tội. Tội lỗi tràn vào khiến cho tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã dựng nên và Ngài định cho là tốt đẹp. Kinh Thánh ghi lại chúng ta mỗi ngày khi Đức Chúa Trời Ngài dựng nên những vật và muôn loài trong những ngày sáng tạo, Đức Chúa Trời Ngài đều nhìn thấy đó là tốt lành. Và cái ngày mà Đức Chúa Trời Ngài dựng nên loài người chúng ta thì Ngài nói rằng rất là tốt lành. Nhưng mà vì tội lỗi thì chúng ta thấy tất cả những điều tốt lành đó bây giờ nằm ở dưới sự rủa xả, mất mát. Thì chúng ta thấy rằng tất cả bắt đầu đi vào trong tình trạng suy đồi. Con người của chúng ta lập tức bị chết về phần tâm linh, ngăn cách với Đức Chúa Trời. Thân thể của con người chúng ta mà Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên để có thể sống một cách phước hạnh, không phải trải qua đau ốm, buồn bực. Bây giờ chúng ta thấy thân thể con người chúng ta trở nên bị gãy đổ và chúng ta thấy cái tiến trình của sự chết của thân thể bắt đầu diễn ra. Con người trở nên già nua, tuổi sống của con người chúng ta mà Chúa Ngài đã định khi Ngài dựng nên để chúng ta sống đời đời với Chúa. Nhưng vì tội lỗi thì số ngày của loài người chúng ta sống ở trên đất bắt đầu bị rút ngắn. Thế hệ đầu tiên thì được Đức Chúa Trời Ngài dựng nên, họ sống gần 1.000 năm. Nhưng mà đến thế hệ của những người và trong thời kỳ của cơn đại hồng thủy thì chúng ta thấy đã lùi lại còn 120 năm. Và đến thời của Môi-se thì chúng ta thấy rằng chỉ là 70 năm, mà nếu mạnh khỏe thì 80. Sự sống bị rút ngắn. Trong lúc sống thì bệnh tật, đau khổ, đớn đau xảy ra ở trong thân thể con người của chúng ta vì hậu quả của tội lỗi đã đem đến, cũng như lối sống tội lỗi của con người mà đem lại cho con người chúng ta những sự đau khổ như vậy. Đất thì không còn bày tỏ ra sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban phước trên. Con người chúng ta trồng trọt thì phải làm đổ mồ hôi trán mới có đủ mà ăn. Đất thì chúng ta thấy thằng tay gì nó mọc lên những điều tốt đẹp mà chúng ta trồng trọt, thì chúng ta thấy nó chỉ xanh ra gai và tập lê, cỏ lùng, cỏ dại. Đời sống của con người chúng ta phải lao tác. Con người chúng ta ở trong tình trạng đau khổ. Mối liên hệ với Đức Chúa Trời bị gián đoạn. Cho nên con người vì tội lỗi và mặc cảm của tội lỗi thì trốn tránh Đức Chúa Trời. Thay vì được tương giao với Ngài trong mối liên hệ yêu thương với Đức Chúa Trời thì con người bây giờ khi nghe nói đến Đức Chúa Trời hay là nghe tiếng của Đức Chúa Trời thì bỏ trốn vì mình đã phạm tội. Mặc cảm tội lỗi khiến cho con người chúng ta sống ở trong sự bỏ chạy, sống ở trong chỗ trốn tránh Đức Chúa Trời. Như khi Đức Chúa Trời Ngài đến, như hàng ngày Ngài đến và gặp Adam và Eva, trò chuyện với họ ở trong khu vườn thân ái ở tại vùng Eden. Thì hôm đó khi Đức Chúa Trời Ngài đến thì Chúa hỏi Adam, Adam ngươi ở đâu? Adam trả lời, chúng tôi nghe tiếng Chúa bước đi ở trong vườn, chúng tôi trốn bởi vì chúng tôi trần truồng. Con người chúng ta được dựng nên trong sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhưng khi phạm tội thì con người hút mất sự vinh quang đó, hút mất sự vinh hiển đó. Trước đây vinh quang của Chúa bao phủ trên họ. Adam và Eva nhìn nhau không thấy xấu hổ. Nhưng mà khi họ ăn cái trái cấm rồi thì bắt đầu mắt của họ mở ra. Satan nói rằng mắt họ sẽ mở ra, họ sẽ có sự khôn ngoan như Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngược lại, mắt của họ mở ra và họ không thấy vinh quang của Đức Chúa Trời nữa, nhưng mà thấy sự trần truồng của nhau. Cho nên hai ông bà chạy đi lấy lá vả để đóng khố che thân của mình và trốn khỏi mặt của Đức Chúa Trời. Sự ngăn cách đó bắt đầu xảy ra. Đức Chúa Trời Ngài yêu thương loài người chúng ta, Ngài dựng nên để chúng ta có một mối liên hệ yêu thương với Ngài. Nhưng tội lỗi đã tạo nên cái khoảng cách đó. Tội lỗi đã đem lại sự đau khổ đó.
Chúa hỏi sao các ngươi biết mình trần truồng? Ai nói cho các ngươi biết điều đó? Thì tội lỗi đã làm điều đó. Cho nên loài người của chúng ta đi lùi vào trong cuộc sống đáng lý được dựng nên để tương giao với Đức Chúa Trời. Bây giờ thì sợ Đức Chúa Trời. Trong tất cả các văn hóa của người Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không có một mối liên hệ được phục hồi với Đức Chúa Trời, nghe nói đến Đức Chúa Trời hay là ông trời thì chúng ta thấy mình sợ. Những người tội lỗi thì sợ trời đánh. Những người sống ở trong một cái sự sống tội lỗi thì sợ trời phạt. Thay vì được ở trong mối liên hệ yêu thương với Ngài, con người chúng ta sống ở trong sự sợ hãi. Chúng ta sống trong cuộc sống bị đánh bại. Được Đức Chúa Trời dựng nên để chúng ta có toàn quyền cai trị ở trên quả địa cầu này. Bây giờ thì chúng ta bị cai trị. Chúng ta sống ở trong cuộc sống đáng lý được Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài, vinh quang của Ngài bao phủ trên chúng ta thì con người trở nên lõa lồ. Thay vì chúng ta sống ở trong sự bình an, trong tình yêu thương với Đức Chúa Trời thì chúng ta sống ở trong sự sợ hãi. Thay vì chúng ta sống được tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, chúng ta bây giờ ẩn nấp trốn Chúa. Con người chúng ta vẫn mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng mà mối liên hệ đã bị đứt đoạn. Thưa chị em, đây là chỗ mà chúng ta thấy rằng lý do tại sao Chúa Giê-xu phải chịu chết, chịu chôn và phục sinh. Ngay trong buổi sáng thế, tinh lành đã đến khi Đức Chúa Trời Ngài tuyên phán ở trong sáng thế ký chương 3 câu số 15. Ta sẽ làm cho mày, Chúa nói với con rắn, cùng người nữ. Dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đức Chúa Trời có một kế hoạch để chuộc con người chúng ta trở lại, để phục hồi cho con người chúng ta, để chúng ta có thể sống đúng theo mục đích mà Chúa Ngài đã định và cuộc sống phước hạnh. Chúa tuyên báo ân cứu rỗi của Ngài như thế này. Chúng ta nghe lại. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Chúa báo trước sẽ có một đấng cứu thế đến. Ngài sẽ sanh ra làm người nhưng không theo như công việc thường tình của con người. Cha mẹ gặp gỡ nhau sanh ra đứa con đó. Nhưng mà Ngài sẽ đến thế gian này sanh ra từ dòng dõi của một người nữ, một trinh nữ. Dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Chúng ta để ý đến phần kế tiếp. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ra điều mà chúng ta chứng kiến bởi lời của Chúa mô tả chúng ta và cuối tuần vừa qua chúng ta cũng đã suy gẫm đến. Đó là trên tiến trình để Chúa Giê-xu dài đạp đầu của Sa-tăng, của con rắn, thì nó cắn gót chân của Ngài. Chúa phải trải qua sự đau đớn, Chúa trải qua những lằn đòn để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hồi. Và quan trọng nhất, khi Chúa Ngài chịu chết trên thập tự giá. Để nhờ đó, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là tin vui phước hạnh mà Chúa Ngài đã báo ngay từ buổi sáng thế. Cho anh chị em, sự cứu rỗi mà chúng ta đã kinh nghiệm và các bạn hữu, quý vị có thể và sắp sửa được kinh nghiệm. Không phải là một chương trình mà giờ chót Đức Chúa Trời Ngài cứ đặt tên cho nó. Nhưng một kế hoạch ngay từ buổi sáng thế để phục hồi con người của chúng ta. Và Chúa Ngài đã từng bước một thực hiện sự cứu rỗi đó. Lời của Chúa cho chúng ta biết một điều khác về Đức Chúa Trời mà chúng tôi rất là hãnh diện để nói với quý vị. Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng đã rao những việc cuối cùng từ thuở đầu tiên. Ngài rao những việc cuối cùng từ thuở đầu tiên, ngay từ buổi sáng thế, ngay khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời Ngài đã tuyên báo tin lành của Ngài. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu của mày, còn mày sẽ cắn gót chân của người. Và Chúa Ngài đã làm ứng nghiệm điều đó. Chúa Giê-xu trả giá để cứu chuộc con người chúng ta, thì Sa-tăng đã cắn gót chân của Ngài. Những phần của Ngài thì Ngài dài đạp đầu của con rắn, là kẻ cầm đầu, kẻ đang cai trị trên những nô lệ của nó là loài người chúng ta khi chúng ta phạm tội. Người sống trong tội lỗi là nô lệ cho tội lỗi và Sa-tăng. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà tôi mời quý vị cùng suy nghĩ. Chúng ta đã thấy bức ảnh đen tối. Bây giờ chúng ta nghe chương trình của Đức Chúa Trời. Ngay tại thời điểm đen tối nhất của lịch sử nhân loại thì Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ và lên chương trình để cứu con người chúng ta. Chúa Giê-xu Christ, con của Đức Chúa Trời,
đã tự nguyện phó mạng sống của Ngài cho chúng ta. Để bởi sự chết của Ngài, Satan đã bị đánh bại. Satan sẽ cắn gót chân của Chúa Giêsu như Chúa Giêsu giày đạp đầu của Satan. Satan hoặc là quyền lực sẽ bị giày đạp, và quyền lực đó đã được phục hồi lại cho con người theo như kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời, để chúng ta lại nắm quyền cai trị. Cảm ơn Chúa. Con người của Đức Chúa Trời đã dựng nên để cai quản hành tinh này. Trước khi được phục hồi, chúng ta thấy đáng lý ra ở trong vị trí cai trị, cai quản quả địa cầu này, thì đã trở nên đuôi mù, ăn xin bên đường, bị những linh của sự yếu đuối nhu nhược trói buộc, và hoàn toàn có những trường hợp bị ma quỷ ám. Những khuôn mặt thân thể được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời thì bị những chứng bệnh phong cùi ghê sợ ăn mất. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô cùng, cho nên không để cho loài người chúng ta phải ở trong tình trạng đó. Bây giờ chúng ta hiểu tại sao kế hoạch của Đức Chúa Trời phải được thực hiện. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết bởi Adam phạm tội, mà Roma chương 5 câu 12 cho chúng ta biết, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Adam là tổ phụ của loài người của chúng ta. Và từ nơi dòng dõi của Adam, qua dòng máu của Adam, tội lỗi của ông truyền lại cho con cháu. Mỗi người trong chúng ta sinh ra làm người trên đất này, chúng ta thừa hưởng tội lỗi ở trong Adam. Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhì anh chị em, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Nhưng mà điều thứ nhì mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài có ý định để làm cho chúng ta, được bày tỏ cho chúng ta, đó là Chúa Giêsu Ngài đến để mang sự công bình đến cho chúng ta, sự tha thứ và sự phục hồi cho chúng ta. Roma chương 5 câu 18. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều sẽ thành ra công bình. Cảm ơn Chúa. Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu quân bằng cho em, và Ngài muốn chúng ta được xưng công bình ở trước mặt Chúa. Ngài muốn chúng ta trở lại trong vị trí mà chúng ta có thể trọn quyền pháp lý để chúng ta hưởng tất cả những gì Chúa Ngài đã dựng nên cho con người chúng ta hưởng. Cảm ơn Chúa, chúng ta được xưng công bình. Ngài đến để mang đến cho con người chúng ta sự vui mừng của sự cứu chuộc. Không có gì sung sướng cho bằng một tội nhân đã bị định tội sẽ bị xử tử được nghe tin mình được ân xá. Cảm ơn Chúa. Cái thống đốc của các tiểu bang ở nước Mỹ này, họ có một cái quyền là họ có thể ký một cái lệnh ân xá cho một tử tội. Không được tự do để tha hết tất cả mọi người, nhưng họ có quyền để trong một năm họ có thể ký một cái lệnh ân xá cho một tử tội nào đó. Nên cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Ngài đến và Ngài ký lệnh ân xá cho tất cả loài người của chúng ta. Mới cái giá là Ngài trả xong cho chúng ta tội lỗi mà chúng ta đã phạm, chịu hết tất cả những trừng phạt thay thế cho chúng ta, để lệnh ân xá của Ngài có thể đến cho loài người của chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm ra niềm vui, gánh nặng của hàng tấn, gánh nặng của tội lỗi ở trên vai của chúng ta được cất đi ngay tức khắc khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa cho đời sống của mình. Và sự bình an của Chúa đến cho loài người chúng ta, ân sủng của Đức Chúa Trời đến cho loài người chúng ta. Các thiên sứ trong Ngài, Đức Chúa Giêsu Ngài giáng sinh làm người, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, các thiên sứ đã chúc tụng như thế này: bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Chúa đến để ban cho chúng ta sự bình an. Tất cả những nỗi niềm, những xáo trộn sôi nổi trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta có thể trải qua trong cuộc sống này, khi chúng ta có Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta, Ngài có thể đem sự bình an siêu nhiên của Ngài đến ở trong đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu phán: ta ban cho các ngươi sự bình an không phải của thế gian cho. Ngài đến để ban chúng ta, và chúng ta có thể kinh nghiệm được sự bình an đó ngay trong ngày hôm nay ở trong ơn của Chúa. Ngài đến để nhận chịu hình phạt thay thế cho chúng ta, đổ máu huyết của Ngài để phục hồi con người chúng ta cho tất cả những gì đã bị đánh mất ở trong vườn Ê-đen, để chúng ta có thể lại hưởng phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúa Giêsu Ngài đã đến để chịu đổ huyết đền nợ tội thay cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, Ngài đã chịu đổ huyết. Chúa chịu đổ huyết ở đâu? Theo như Kinh Thánh chúng ta quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy Chúa chịu đổ huyết 7 lần, 7 chỗ khác nhau. Từ trong vườn Gethsemane, khi Chúa Ngài chịu đổ huyết trong cơn đau thương, Ngài cầu nguyện,
thì sự đổ máu của Ngài trộn lẫn vào trong tuyến mồ hôi khiến cho như những giọt máu lớn rơi xuống đất. Chúa đổ máu huyết của Ngài lần đầu tiên ở trong vườn Ê-đen để tại đó chúng ta có thể kinh nghiệm được sức mạnh và chúng ta có quyền để chúng ta có thể nhận được phúc lợi từ nơi những giọt huyết đó để chúng ta có thể nói không, chúng ta có thể khước từ sự cám dỗ của ma quỷ. Adam vì sự không vâng lời đã đi theo ý riêng của mình, đã hái trái ở trong trên cây từ vườn Ê-đen. Chúa Giê-xu là Adam thứ nhì, Adam cuối cùng Ngài đến và Ngài đã đem cái trái của sự vâng lời Ngài để lại trên cây thập tự. Vì Chúa Giê-xu đã chiến đấu và đổ huyết tại vườn Gethsemane khi Chúa Ngài cầu nguyện. Không theo ý con, nhưng theo ý cha. Và nhờ đó chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hồi của sức mạnh, của quyền, của ý chí mà chúng ta có thể khước từ sự cám dỗ. Không để nó sanh sôi nảy nở trong chúng ta đến lúc chúng ta phải phạm tội. Nơi thứ hai mà Chúa Ngài đã chịu đổ huyết là bởi những lằn đòn để Đức Chúa Giê-xu đem lại sức khỏe cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi những tên lính đánh Chúa một trận đòn, không phải là lần đầu tiên điều này được nhắc đến. Nhưng mà Kinh Thánh Ê-sai 53 đã được báo trước cho chúng ta, rồi Thi Thiên 22 cũng đã báo trước cho chúng ta. Ít nhất là 700 năm cho đến 1000 năm, Thi Thiên 22 và Ê-sai 53 là 700 năm trước khi Đức Chúa Giê-xu Ngài Giáng sinh. Đó là lại nhân những lằn đòn của Ngài mà Ngài gánh thay cho chúng ta những đau ốm và buồn bực. Cảm ơn Chúa khi tên lính đánh những lằn đòn ở trên lưng của Ngài. Thì chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành ở trong ơn của Chúa. Đó là nơi thứ hai mà Chúa chịu đổ huyết. Nơi thứ ba Chúa chịu đổ huyết là bởi mạo gai. Khi tên lính bệnh một cái mạo bằng gai để họ trêu chọc Chúa. Ngươi là vua của dân Giu-đa. Vua thì đội một cái vương miện bằng vàng. Nhưng mà chúng nó bệnh cho Chúa một cái vương miện, một cái mạo bằng gai. Để trên đầu của Chúa, tên lính lấy giáo đánh xuống ở trên cái mạo gai đó thì những cái gai nhọn đâm ở trên đầu của Ngài. Máu bắt đầu đổ ra ở trên trán của Chúa. Để chúng ta thấy rằng sự rủa xả mà con người chúng ta đã phải gánh chịu sau khi phạm tội. Đó là loài người phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Thì Chúa Giê-xu bởi huyết của Chúa đổ ra trên trán của Ngài mà Ngài có thể mang lại sự thịnh vượng cho chúng ta. Để những người con Chúa chúng ta có thể sống một đời sống chúng ta không phải làm đổ mồ hôi trán mới có ăn. Và Chúa có thể ban cho chúng ta phước hạnh thịnh vượng ở trong ơn của Ngài. Amen của mình xem. Thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà anh em được nên giàu có. Cảm ơn Chúa. Nơi thứ tư, khi tên lính đóng tay của Chúa vào thập tự giá, máu huyết đã đổ ra để Chúa có thể mang lại quyền cai trị trên những gì tay của chúng ta đụng đến. Thì Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho loài người chúng ta ở trong buổi sáng thế, thì Ngài định loài người của chúng ta từ nơi tay của chúng ta có thể quản lý khu vườn mà Chúa Ngài ban cho và cai quản quả địa cầu. Nhưng vì tội lỗi con người của chúng ta đã mất đi cái phước hạnh đó, nhưng bởi tay của Chúa bị đóng đinh, Đức Chúa Giê-xu mang lại quyền cai trị trên những gì tay của chúng ta đụng đến, và Đức Chúa Trời Ngài phục hồi cho con người của chúng ta. Trải qua Kinh Thánh chúng ta thấy cái sự đặt tay rất là quan trọng trên những người cha cho con, cho cháu của mình, và thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta có thể làm công việc đó. Anh chị em có thể kinh nghiệm được điều này khi chúng ta đón nhận huyết của Chúa đã đổ nơi tay của Ngài cho đời sống của chúng ta, để những gì tay của chúng ta đụng đến chúng ta có thể thấy được phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nhận biết điều này, chúng ta sẽ thấy rằng công việc làm của chúng ta, những gì tay của chúng ta đụng đến, chúng ta có thể nhận được phước hạnh từ nơi Chúa và khiến cho chúng ta trồng cái gì chúng ta nhận cái đó. Chúng ta làm không phải là làm rất nhiều nhưng mà không bao giờ đủ ăn, nhưng chúng ta làm và được Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để những điều chúng ta đụng đến đều trở nên thịnh vượng. Đức Chúa Trời đã hé mở điều đó cho cuộc đời của Joseph. Kinh Thánh ghi lại là vì Joseph được ơn trước mặt Chúa cho nên Ngài khiến cho tất cả những gì tay Joseph đụng đến đều được thịnh vượng và được phước đến độ Đức Chúa Trời vì Joseph mà ban phước trên cả nhà của Potiphar. Cảm ơn Chúa. Nơi thứ năm Chúa chịu đổ huyết của Ngài là bởi chân của Chúa bị đóng đinh và thập tự giá, để mang lại quyền cai trị trên những gì nơi chân của chúng ta đạp đến. Chúng có biết một cái phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho con cái của Ngài, đó là chỗ nào chân của chúng ta có chủ quyền, Đức Chúa Trời sẽ ban phước trên vùng đất đó. Tại sao? Vì đất đó không còn nằm ở dưới sự rủa xả nữa, vì người chủ của khu đất đó đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu. Chúa Ngài đã trở nên rủa xả vì chúng ta. Khi lời của Chúa nói rằng đáng rủa thay cho cả bị treo trên cây gỗ, khi Đức Chúa Giê-xu chịu treo ở trên thập tự giá,
Ngài trở nên sự rủa xả cho chúng ta. Hầu cho chúng ta không còn, khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, chúng ta không còn ở dưới sự rủa xả nữa, nhưng chúng ta có thể ở dưới phước hạnh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy đất nước nào, xứ sở nào phước hạnh thay khi họ có Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta thấy đất của họ được Chúa ban phước một cách kỳ diệu, lạ lùng. Chúng tôi có cơ hội đi sang các thánh, chúng tôi thấy Đức Chúa Trời Ngài ban phước ở trên đất nước đó, sa mạc mà nó có thể trổ hoa hồng. Có những cái chùm nho mà hai người đàn ông ôm không giáp, họ trồng cái gì được phát triển đó. Rồi chúng ta cũng nhìn tất cả các quốc gia ở trên thế giới này, đất nước nào có Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mình. Ở đất nước nào đã nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu thì họ không còn nằm ở dưới sự rủa xả nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài ban phước để họ có thể kinh nghiệm được phước lành mà Chúa Ngài đã ban phước trên tổ đức tin là Abraham. Cảm ơn Chúa. Là thứ sáu, Chúa Giêsu chịu đau huyết là bởi tim của Ngài chịu đâm xuyên suốt để Đức Chúa Giêsu có thể mang lại cái sự vui mừng cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi lính đến kiểm soát xem Đức Chúa Giêsu đã tắt hơi chưa, sau khi kiểm soát và thấy hai tên lính chưa chết, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng lính đã đập gãy xương ống chân của họ. Bởi vì khi mà đập gãy xương ống chân của họ, họ không còn trườn lên được để thở, và họ bị chết ngộp bởi vì tay của họ đã bị căng ra nhiều giờ như vậy. Thì khi đến với Đức Chúa Giêsu thấy Ngài đã tắt hơi, thì tên lính không đập gãy xương ống chân của Ngài để được ứng nghiệm lời của Chúa đã báo trước, không một khúc xương nào của Ngài bị đánh gãy. Nhưng để đảm bảo Chúa Giêsu thật sự chết, thì tên lính là lấy mũi giáo và đâm xuyên qua hông của Chúa. Đây là một cái mũi giáo của một tay thiện nghệ đâm xuyên qua tim của Chúa. Kinh Thánh ghi lại khi con giáo rút ra thì máu và nước đã đổ ra, huyết tương và huyết thanh đã đổ ra, thật sự để chứng minh một người Chúa Giêsu thật sự đã chết. Nhưng tại sao Chúa phải chịu đổ huyết ở chỗ này? Kinh Thánh cho chúng ta biết để Ngài có thể phục hồi lại một cuộc sống tràn đầy vui mừng cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tại sao là Ca Thứ Nhất chương 5 câu 16-18 nói hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng hãy tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chúa muốn chúng ta sống một đời sống tràn đầy niềm vui. Amen. Cuộc đời mang lại cho chúng ta nhiều sự đau khổ, nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, bởi ơn của Ngài, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự vui mừng ở trong ơn của Chúa. Amen. Đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta là như vậy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngài có quyền để bởi tim của Chúa bị đâm xuyên suốt, đổ máu, huyết ra, và làm cho con tim của chúng ta là được vui trở lại. Tôi long trọng báo cho quý mạnh chị em trong kinh nghiệm hầu việc Chúa của chúng tôi và dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Những ai đang có một cuộc sống đầy buồn khổ, quý vị có thể kinh nghiệm được niềm vui của Chúa bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúa Ngài phục hồi, Ngài ban phước. Chúng ta đã thấy những cuộc đời mà họ nói rằng ông sư, cuộc đời của tôi là ăn cơm được chan ở trong nước mắt. Nhưng cảm ơn Chúa vì tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa. Họ có thể sống ở trong sự bình an, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Có những người đã chuẩn bị bỏ thuốc chuột và thức ăn để giết cả gia đình của mình vì họ đi đến cái chỗ khốn cùng rồi, không còn cách nào khác. Khi nghe biết về tin vui mà Chúa Giêsu Ngài có thể làm cho đời sống chúng ta qua một người đã tặng cho họ một bài giảng mà chúng tôi đã giảng và đã được ghi âm. Ngày này nghe xong, đứng dậy và báo với gia đình biết và đáng lý hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta, nhưng mà ba chọn sống. Và chúng ta kéo nhau đi đến nhà thờ Tin Lành để chúng ta tin Chúa. Cảm ơn Chúa. Và đã đến đây để cảm ơn tôi vì niềm vui đã trở lại cho họ. Họ đã mất hướng đi, mất lý tưởng để sống. Được Đức Chúa Trời Ngài ban phước và họ có thể kinh nghiệm sự sống. Vì chúng tôi có thể lặp lại câu chuyện đó cho anh chị em hàng trăm lần. Vì những cuộc đời đã được phục hồi và con tim đã được vui trở lại vì phúc lợi của những giọt huyết đã đổ ra từ tim của Chúa. Và nơi cuối cùng, đây là điều mà tôi tin rằng Chúa Ngài cũng sẽ sắp sửa làm cho ai đó trong chúng ta tại đây. Đó là bởi những vết bầm và sự đổ máu còn ứ lại bên trong mà Đức Chúa Giêsu đã mang lại sự giải cứu cho chúng ta khỏi những vết thương nội tâm và hậu quả của tội lỗi. Vì lời của Chúa cho chúng ta biết Ê-sai 53 câu 5 phần B, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Ở trong tiếng Anh đó là He was bruised for our iniquity. Chúa chịu những cái vết bầm này vì hậu quả của tội lỗi của cá nhân của chúng ta hay là của những công việc tội lỗi của những người khác đã làm cho chúng ta. Bởi sự đổ huyết này của Chúa,
mà con tim của chúng ta sẽ được Chúa ngài chữa lành, được phục hồi. Chúng tôi thấy điều đó khi hướng dẫn cho nhiều người hiểu được lẽ thật này, và rồi sinh huyết của Chúa đã đổ qua những vết bầm đó, được áp dụng trên đời sống của họ, thì những vết thương lòng đã được giải quyết. Họ kinh nghiệm được sự chữa lành từ bên trong, là những điều mà nó thể hiện ra ở trên thân thể của họ. Gương mặt buồn, đời sống không có hướng đi. Họ không muốn sống thêm một ngày nữa bởi vì cuộc đời rất là đau khổ. Con tim của họ, nội tâm của họ bị lỡ lối vì những vết thương lòng này. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa nghiệp đành những vết thương. Thì họ sống vui, sống khỏe, sống cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Anh chị em, những điều tôi mô tả về những gì Chúa Giê-xu ngày phục hồi lại là những điều mà đáng lý Đức Chúa Trời khi ngài dựng nên con người chúng ta đã được. Đó là cuộc sống ở trên đất này của Adam, Eva trước khi họ sa ngã. Vườn Ê-đen là nơi mà Chúa ngài cho họ đủ một thứ trái cây ở trong vườn. Chúng ta có thể nói là hàng ngàn thứ để họ có thể ăn. Họ không phải làm một cách mệt nhọc. Đức Chúa Trời ngài ban phước, sự sống của họ là những giờ phút phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Họ không lo gì hết. Nhưng khi Adam và Eva phạm tội thì tất cả điều đó đã mất. Đất đáng lý sanh ra những cây cối tốt đẹp, trái xay ở trên cây để họ có thể ăn được, thì bắt đầu sanh ra gai và tật lê và những thứ mà chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đã trải qua. Khi Đức Chúa Giê-xu ngài chịu chết trên thập tự giá, chịu chôn và đã sống lại, là ý định của Đức Chúa Trời để phục hồi lại cho chúng ta tất cả những gì Chúa đã định cho con người chúng ta trước khi loài người chúng ta phạm tội. Chúa định cho chúng ta hưởng. Khi em hiểu, anh chị thấy sự phục sinh của Chúa liên hệ một cách rất là gần gũi với mỗi cuộc đời của chúng ta. Tại sao phục sinh của Đức Chúa Giê-xu lại trọng đại như thế này? Thì không có sự sống lại thì không có ý nghĩa. Phao-lô biết rằng vấn đề mà mọi người thật sự phải đi đến chỗ giải quyết cho bằng được, đó là vấn đề của sự sống lại. Nếu Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng chết mà không sống lại, thì Cơ Đốc giáo chỉ đơn thuần là một tôn giáo tầm thường với một tiên tri đã bị giết. Nếu như vậy thì không có lý do nào để chúng ta trông đợi một phép lạ nào hết. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu đã sống lại. Nếu Đức Chúa Giê-xu không sống lại từ cõi chết thì không có lý do nào để chúng ta rao giảng sự giải phóng khỏi tội lỗi. Bởi vì ngài cũng giống như các giáo chủ khác, hứa hẹn rất là nhiều điều, nhưng mà chết rồi chết luôn, không có gì để chứng minh. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu vượt trội hơn tất cả các giáo chủ ở trên trần gian này. Ngài chịu chết theo như điều ngài đã báo. Ngài đã báo trước là ngài sẽ chịu thương khó, ngài sẽ chịu chết, ngài chịu chôn, đến ngày thứ ba ngài sống lại. Và bởi vì ngài đã sống lại cho nên chúng ta có thể rao giảng sự giải phóng khỏi tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Nếu Chúa Giê-xu không từng trải chịu tội lỗi của chúng ta và không từng chiến thắng một cách vinh quang tội lỗi và cái chết, ngài đã sống lại một cách khải quan, thì có nghĩa là không có sự sống lại, cho nên chúng ta cũng không có gì hy vọng sau khi chúng ta lìa cuộc đời này. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu đã sống lại, để tất cả những lời tiên tri, tất cả những sự dạy dỗ của ngài đều có một cơ sở vững chắc. Ngài nói và ngài có quyền để có thể làm trọn những điều ngài hứa và làm thành những điều ngài đã tiên báo, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hồi, chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Hallelujah. Chúng ta có thể được phục hồi khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi và bởi đức tin mời Đức Chúa Giê-xu vào đời sống của chúng ta. Một số các phép lạ bắt đầu xảy ra. Không những kết quả này có thể xảy ra cho nhiều người mà chính cho mỗi một quý ông bà anh chị em trong ngày ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta được sanh lại, được dựng nên mới, được phục hồi. Chúng ta được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta sẽ nhận được sự sống thuộc linh, một sự sống đầy phép lạ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy những điều mà trước đây chúng ta đã thử nhiều lần mà không có thể làm được, nhưng mà bởi ơn cứu rỗi của Chúa, Chúa phục hồi lại cho chúng ta tất cả những gì mà chúng ta đã cố gắng thử nhiều lần. Có những người cố gắng bỏ thuốc lá nhưng mà bỏ không được, nhưng mà sau khi tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống và thật sự nhận những điều Chúa ngài ban cho, Chúa ban cho sức mạnh để họ có thể nói không với thuốc lá, với ma túy, với rượu mạnh, với những thói hư tật xấu ở trong đời sống. Họ được phục hồi và đời sống kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Thứ ba, khi chúng ta nhận sự cứu rỗi của Chúa, sự bình an trọn vẹn của Chúa sẽ đến. Lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi
lên án được cất đi và chúng ta được Chúa ngài phục hồi đời sống của chúng ta. Trong ơn của Chúa, từ khi chúng ta nhận ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta được phục hồi mối tương giao sự sống với Đức Chúa Trời theo như mẫu mực nguyên thủy mà Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người của chúng ta ở trên đất này. Chúng ta không còn nghe tiếng của Chúa đến gần thì chúng ta sợ ẩn trốn, nhưng mà lập tức khi Thánh Linh của Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta, ngài sẽ mắc lại mối liên hệ đó và chúng ta có thể nhìn Đức Chúa Trời và gọi ngài Abba là Cha. Chúng ta được phục hồi, được làm con trời, được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Thứ năm, thân thể của chúng ta được ảnh hưởng một cách lớn lao bởi sự bình an bên trong mà Chúa ngài đã ban cho chúng ta, nên bệnh tật bắt đầu tan biến trong đời sống của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm được sức khỏe từ thể xác cho đến tinh thần, và chúng ta thấy sự phục hồi của Chúa đến trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi đã thấy và có thể kể cho anh chị em nghe nhiều câu chuyện lắm. Những cuộc đời mà khi họ đến buổi nhóm, người ta phải khiêng họ ở trên những tấm ván, đẩy họ trên chiếc xe, cõng họ trên vai vì họ không đi đứng được. Nhưng khi họ đến và họ đã nghe và hiểu được tin lành của Chúa và sức sống phục sinh của Đức Giê-xu, họ đã ra về tự đẩy chiếc xe lăn của mình. Họ ra về và tự đi xuống những bậc thang. Họ đã ra về trong sức khỏe thiên thượng mà Chúa ngài ban cho. Họ đã kinh nghiệm được sự chữa lành trong ơn của Chúa. Sự bình an của Chúa tràn ngập trong đời sống của họ. Lập tức người ta nhìn thấy được luôn cả diện mạo của họ cũng có sự thay đổi. Từ một chỗ tâm tối tuyệt vọng, ánh mắt của họ rực sáng, họ sống theo như tiếng bình dân của chúng ta là người sống như có hồn trở lại. Trước đó là họ như là chỉ tồn tại, chỉ có mặt ở tại đó, nhưng mà họ thân thể ở đó, nhưng mà con người của họ ở đâu? Và cảm ơn Chúa, lập tức họ lại kinh nghiệm được sự phục hồi đó một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa mà chúng ta kinh nghiệm được. Ngài tha thứ tội ác của chúng ta và chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Với mình chị em Hội Thánh và các bạn hữu của chúng tôi yêu thương quý vị. Có những người đã quan tâm và cầu nguyện cho quý vị suốt nhiều tháng qua. Có những người thức khuya dậy sớm để chuẩn bị chương trình này để đón tiếp quý vị và gia đình ở trong ngày hôm nay. Và Đức Chúa Trời cũng rất yêu thương quý vị. Chúa Giê-xu yêu thương quý vị. Hãy đón nhận tình yêu của Ngài. Ngài không chết rồi sống lại để sẽ đi biểu diễn quyền năng của Ngài, nhưng mà Ngài thật sự đã trả một cái giá rất đau đớn để chúng ta có cơ hội có một cuộc sống mới, cuộc sống được phục hồi. Đó là phước hạnh mà Chúa ngài muốn ban cho mỗi một chúng ta. Ngài yêu chúng ta vô cùng, ngài không để cho chúng ta tiếp tục ở trong sự đau khổ. Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh trong ơn của ngài. Cho nên hãy tiếp nhận, đừng ra về mà chúng ta vẫn còn có những điều có thể được Chúa ngài cất đi giải quyết để chúng ta có thể sống một sự sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Đừng lãng phí phước hạnh, tất cả những phước hạnh mà Đức Chúa Giê-xu đã dành lại cho con người của chúng ta. Hãy nhận và tận hưởng vì Chúa yêu chúng ta. Đúng, không ai trong chúng ta xứng đáng, nhưng Chúa yêu chúng ta với tình yêu vô điều kiện của ngài. Ngài muốn chúng ta trải nghiệm được sự sống mà Chúa ngài đã định. Trên tất cả những giá mà Đức Chúa Giê-xu ngài đã trả thì ngài vui lòng mang. Ngài vui lòng trải qua những điều đó. Ngài khinh những điều sỉ nhục, chịu lấy thập tự giá để có thể chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh và được phục hồi trong ơn của ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi xin kính mời hết tại quý vị, những ai chưa bao giờ tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, tôi không nói chỉ là chúng ta cầu nguyện một câu là Chúa con tin ngài để được lên thiên đàng, nhưng mà nhận cái sự cứu rỗi trọn vẹn của Chúa mà tôi đã mô tả cho anh chị em dựa theo lời của Chúa, một sự sống phước hạnh ngay từ trong đời này, sự sống đời đời bắt đầu ngay hôm nay và kéo dài cho đến đời đời. Sự sống đó Chúa ngài dành lại cho mỗi một chúng ta và ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được. Chúng tôi tha thiết kêu gọi, chúng tôi yêu thương với bạn chị em và chúng tôi không muốn một ai có cơ hội nghe những điều này mà chưa tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Chúng ta không biết chắc ngày mai, cho nên đừng chần chờ phải nói rằng ngày mai tôi sẽ có cơ hội, còn có cơ hội. Hãy quyết định ngay trong ngày hôm nay. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra ngày mai. Tối hôm qua tôi đọc một bản tin, Tổng thống của Ukraine, ông nói rằng cả thế giới chuẩn bị vì có thể chiến tranh nguyên tử xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta không biết ngày mai như thế nào. Chính các anh chị em đang theo dõi buổi thời phượng này ở Âu Châu, quý vị gần nhất, chúng này tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống của mình để chúng ta biết chắc rằng bất cứ việc gì xảy ra cho cuộc sống chúng ta trên đất này, thiên đàng là nhà tương lai của chúng ta.
nhận Chúa làm cứu chuộc đời sống, để bất cứ việc gì xảy ra trên trần gian này, chúng ta biết chắc một điều, cái điều tệ hại nhất mà thế giới này có thể làm cho chúng ta đó là mất mạng sống của chúng ta. Nhưng vì chúng ta đã biết chắc mình có sự sống đời đời, cho nên chúng ta không còn sống trong sợ hãi. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách nắm tay nhau, mở rộng vòng tay để kéo thêm nhiều người nữa làm quyết định quan trọng này, tiếp nhận tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta, để đến phiên họ khi qua đời, họ cũng có thể biết chắc mình sẽ đi về đâu. Cho nên đừng ai ra về trong ngày hôm nay mà chưa tiếp nhận tất cả những gì Chúa Giêsu đã đền trả thay cho chúng ta, để phục hồi cho chúng ta. Hôm nay là ngày của sự cứu rỗi, hôm nay là ngày của quyết định. Cho nên chúng tôi xin kính mời, nếu quý bạn chị em có mặt ở đây nhưng chưa bao giờ tiếp nhận Chúa làm cứu chuộc đời sống, chưa làm cái quyết định này một cách cá nhân, vợ chúng ta không làm thay cho chúng ta được, cha mẹ không làm thay cho chúng ta được, chính mỗi một chúng ta phải tiếp nhận cho chính mình bởi cái ý chí và quyết định của cá nhân của mình, mời Chúa làm cứu chuộc đời sống. Nếu đó là quý vị, tôi xin mời và tha thiết kêu gọi trong thời gian này, mạnh mẽ tiến lên phía trước tới đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị tuyên xưng đức tin của mình. Đức Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho chúng ta trên thập tự giá ở giữa trời đất. Đây là cái tuyến đường mà nhiều người đi qua đi lại. Chúa đã bày tỏ ra sự cứu rỗi của Ngài, Ngài yêu chúng ta lộ ra ở giữa công chúng. Và tôi tin rằng không có gì xứng đáng cho bằng chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa ở trước mặt công chúng như vậy. Đừng sợ, đừng ngại, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị. Đây là một môi trường của những người yêu thương và đã cầu nguyện cho quý vị trong những ngày qua. Có những người đã nhịn ăn để cầu nguyện, để lời mời của những người thân thương của quý vị được quý vị đáp ứng. Và chúng tôi cũng đã có những thời giờ ở trước mặt Chúa cầu xin ân điển và sự thương xót của Ngài đến, để quý vị có thể tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống của mình. Nên đừng ngại, đây là môi trường mà chúng tôi chào đón quý vị trong tình yêu thương của Chúa. Hãy tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Vì đêm đã khuya, ngày hầu đến, chúng ta không biết cuộc đời của chúng ta chấm dứt trên đất lúc nào. Hôm nay là ngày và chỉ giờ mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài đã sắp đặt để quý vị và các bạn có mặt tại đây. Cho nên mạnh mẽ tiến lên phía trước tới đây, và chúng tôi có các anh chị em sẽ hợp tác với chúng tôi và giúp đỡ cho quý vị tuyên xưng đức tin của mình trước mặt Chúa, tiếp nhận tình yêu của Chúa cho đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Xin mời hội thánh hết thảy chúng ta cùng đứng lên, và tôi xin cầu nguyện để Chúa Ngài ban phước trên quý bạn chị em, và sau đó là đến phiên của những người bạn của chúng tôi. Quý vị hãy mạnh dạn rời các hàng ghế, nếu quý vị ngại có thể nói với người đã mời mình đến rằng anh chị đến, tiến lên với tôi và chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ để quý bạn chị em có thể nhận được món quà phước hạnh mà Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt để dành lại cho chúng ta. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa xuyên qua những câu kinh thánh mà chúng con được nghe, được nhắc nhở hôm nay. Luôn cả hình ảnh chúng con suy gẫm lại về những nơi, những chỗ mà Chúa chịu đổ huyết ra. Từ khu vườn Gethsemane đến ngọn đồi Golgotha, tình yêu của Chúa đã đổ ra, đã thể hiện ra để tất cả chúng con có thể nếm trải được. Chúng con biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì bởi sự hy sinh của Chúa mà tội lỗi của chúng con được tha. Nhờ tha thứ tất cả mọi vi phạm của chúng con. Cũng cảm ơn Chúa cùng hành động bước lên thập tự giá đó. Chúa, Ngài đã hứng chịu những lằn đòn để chúng con nhờ đó mà được lành, được phục hồi. Chúng con biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngài đã xác nhận tất cả những điều Ngài dạy báo trước theo lời của Kinh Thánh, và đã tuyên bố mọi sự đã được trọn, đã được xác nhận bằng sự sống lại của Ngài, để chúng con không có một giáo chủ chỉ nói mà không có sức để làm được, nhưng chúng con có một cứu Chúa toàn năng đã đánh bại kẻ thù cuối cùng của loài người của chúng con, đó là sự chết. Ngài đã đắc thắng để ngày hôm nay chúng con có thể có một niềm tin vững chắc ở trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Lạy Chúa, trong thời gian này xin Chúa tiếp tục hành động và làm việc, để chúng con thấy có những người sẽ được sanh lại trong đại gia đình của Chúa, được phục hồi trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.